New York, ngày 22 tháng 9 năm 2022. Thưa ba chủ tịch, thưa các quý vị, thưa các đồng nghiệp. Theo tôi hiểu, cuộc họp hôm nay được thúc đẩy bởi mong muốn của một số phái đoàn thảo luận về chủ đề không bị trừng phạt ở Ukraine. Tôi cho rằng điều này rất đúng lúc. Chính thuật ngữ này phản ánh đầy đủ những gì đã diễn ra ở quốc gia này kể từ năm 2014. Các lực lượng dân tộc cực đoan, các lực lượng bài Nga điên cuồng và tân quốc xã đã lên nắm chính quyền ở Kiev sau cuộc đảo chính vũ trang với sự hỗ trợ trực tiếp của các nước phương Tây. Ngay sau đó, họ bắt đầu hành động vô lối, bất chấp pháp luật và hoàn toàn coi thường các quyền cơ bản và quyền tự do của con người, như quyền được sống, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận và quyền được nói tiếng mẹ đẻ. Cho đến nay, những tội ác diễn ra tại quảng trường Maidan trong tháng 2 năm 2014 vẫn chưa bị trừng phạt. Thủ phạm gây ra thảm kịch kinh hoàng ở Odessa vào ngày 2 tháng 5 năm 2014, trong đó khoảng 50 người bị thiêu sống và bị sát hại trong nhà công đoàn địa phương, đến nay vẫn chưa được điều tra, phát hiện hoặc bị trừng phạt. Trong số đó còn có các vụ ám sát chính trị nhằm vào Buzina, Seremet và các nhà hoạt động xã hội và các nhà báo khác. Trong khi đó, hiện nay người ta đang cố thêu dệt nên câu chuyện hoang đường rằng cuộc xâm lược của Nga là nguyên nhân chính của mọi rắc rối. Đồng thời, người ta cũng bỏ qua một thực tế là trong hơn 8 năm, quân đội Ukraine và các chiến binh của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa đã và đang giết hại người dân Donbass chỉ vì họ từ chối công nhận kết quả cuộc đảo chính tội ác và đẫm máu vi hiến pháp ở Kiev và kiên quyết bảo vệ các quyền của họ được đảm bảo bởi hiến pháp Ukraine, bao gồm quyền được sử dụng tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Những tội ác đó đến nay vẫn chưa bị trừng phạt. Xin hãy nhớ thời điểm năm 2015, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk nói rằng những cư dân ở Donbass không phải là người. Gần đây, đương kim Tổng thống Zelensky cũng có quan điểm tương tự. Trong một bài phỏng vấn vào tháng 9 năm 2021, khi được hỏi ngài nghĩ gì về những người sống ở Donbass, ông ta nói rằng ở đó có con người và cũng có các sinh vật. Đây là bản chất không thay đổi của chế độ Ukraine dưới cả thời Poroshenko và Zelensky. Họ tuyên bố rằng tất cả những ai không đồng ý với kết quả cuộc đảo chính đều là những kẻ khủng bố. Trong 8 năm, chế độ Kiev đã thực hiện chiến dịch quân sự chống lại dân thường. Trong suốt nhiều năm, Ukraine đã thực hiện tổng động viên toàn bộ dân số trưởng thành, bao gồm cả phụ nữ, để tuyển họ vào hàng ngũ các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đưa ra tuyên bố đạo đức giả về việc tuân thủ các thỏa thuận Minsk, các nhà chức trách Kiev lại phong tỏa và phá hoại việc thực hiện các thỏa thuận này mà không bị trừng phạt. Đồng thời, họ phong tỏa tài chính, vận tải và năng lượng dành cho Donbass. Các cư dân trong khu vực này đã bị cắt các khoản phúc lợi xã hội, lương hưu, tiền lương, các dịch vụ ngân hàng, thông tin liên lạc, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Họ bị tước bỏ các quyền dân sự cơ bản đã được hiến pháp quy định, bao gồm cả các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa, quyền dân sự và chính trị được quy định theo Công ước Quốc tế năm 1966. Tại một thời điểm nào đó, cảm thấy quá mệt mỏi do phải luôn giả vờ, Zelensky đã nói toạc ra rằng tổng thể các biện pháp theo thỏa thuận Minsk chỉ nhằm duy trì các lệnh trừng phạt áp đặt vào Nga. Như vậy, ông Zelensky còn thẳng thắn hơn cả người tiền nhiệm Poroshenko và cũng là đồng tác giả của các thỏa thuận Minsk. Một vài tháng trước, ông Poroshenko đã công khai và tự hào tuyên bố rằng cả ông và bất kỳ ai ở Ukraine cũng sẽ không bao giờ thực hiện các thỏa thuận đã ký kết. Họ chỉ cần câu giờ để nhận vũ khí từ các nước phương Tây nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến chống Liên bang Nga. Alexander Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cũng tuyên bố như vậy. Sở dĩ chế độ Kiev không bị trừng phạt là do họ được che chở bởi các chủ nhân phương Tây, chủ yếu là Đức và Pháp và tất nhiên là cả Hoa Kỳ nữa. Thay vì thúc ép giới lãnh đạo Kiev tuân thủ các thỏa thuận Minsk, Berlin và Paris
đã nhắm mắt làm ngơ trước những lời đe dọa công khai của chính quyền Kiev sẽ giải quyết vấn đề Donbass bằng vũ lực, theo cái gọi là kế hoạch B. Trong những năm gần đây, chế độ Kiev đã tiến hành một cuộc tổng tấn công trực diện chống lại tiếng Nga. Họ đã vi phạm quyền của người Nga và người nói tiếng Nga ở Ukraine mà không hề bị trừng phạt. Các đạo luật về ngôn ngữ gây tai tiếng đã được thông qua như luật về giáo dục năm 2017, luật về việc đảm bảo chức năng của ngôn ngữ Ukraine là ngôn ngữ nhà nước năm 2019, luật hoàn thành giáo dục trung học phổ thông năm 2020, luật về người bản địa Ukraine năm 2021. Tất cả các đạo luật này đều nhằm mục đích loại bỏ tiếng Nga và trên thực tế là cấm hoàn toàn tiếng Nga. Đồng thời họ còn thông qua các đạo luật khuyến khích phát triển tư tưởng và hành động của chủ nghĩa quốc xã. Chính quyền Kiev đã hoàn toàn phớt lờ các khuyến nghị của Ủy ban Venice thuộc Hội đồng Châu Âu, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Cao ủy OSCE về người dân tộc thiểu số để cải thiện luật ngôn ngữ mà Ukraine đã ban hành. Đến lượt mình, các tổ chức đa phương này lại không đủ can đảm hoặc đơn giản là không được phép buộc các nhà chức trách của Ukraine thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của họ trong lĩnh vực nhân quyền. Bộ Giáo dục Ukraine đã loại trừ tiếng Nga và văn học Nga khỏi chương trình giảng dạy của trường phổ thông. Sách bằng tiếng Nga bị cấm và bị tiêu hủy. Tượng đài các nhà văn hóa Nga cũng bị đập phá, tương tự như hành động của Đức Quốc xã với sự hỗ trợ của nhà nước, tư tưởng không khoan dung dân tộc đối với người Nga đang được áp dụng trong thực tế. Ngày nay, các quan chức của nhà nước Ukraine không cảm thấy hổ thẹn về bản chất tân quốc xã của họ, công khai kêu gọi tàn sát người dân Nga mà không bị trừng phạt. Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ. Đại sứ Ukraine tại Kazakhstan, Vrublevsky, người hiện đang ở Kiev, vào ngày 22 tháng 8 năm nay đã nói trong một cuộc phỏng vấn như sau: "Chúng tôi đang cố gắng giết càng nhiều người Nga càng tốt. Bây giờ chúng ta càng giết nhiều người Nga thì con cái của chúng ta sẽ càng ít phải giết. Đó là tất cả." Thư hỏi, có ai quan tâm đến tuyên bố này? Trước đó, vào mùa xuân năm ngoái, thị trưởng của thành phố Dnipro, Filatov, đã nói với tinh thần tương tự: "Đã đến lúc để thể hiện cơn thịnh nộ từng được che giấu. Giờ đây, chúng ta có đầy đủ quyền đạo đức để bình tĩnh và đầu óc hoàn toàn minh mẫn để giết những kẻ không phải là người này trên toàn thế giới, không giới hạn thời gian và với số lượng lớn nhất có thể." Ngày 13 tháng 9 năm nay, Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Ukraine Danilov cho biết, tại những khu định cư mà lực lượng vũ trang Ukraine tiến vào, cư dân sẽ được Ukraine hóa mà không cần tính đến ý kiến của họ. Điều này không chỉ liên quan đến người Nga mà còn liên quan tới cư dân của các dân tộc khác. Nếu ai có mong muốn học thêm một số ngôn ngữ khác, tiếng Rumani, tiếng Ba Lan, tiếng Do Thái, thì không nhận được chi phí của nhà nước chúng tôi mà phải tự bỏ tiền ra để tự nâng cao trình độ và học vấn của mình. Liệu có cần phải nói rằng tất cả những trò bài Nga này đã hoàn toàn không bị trừng phạt không? Đó không chỉ là chứng bài Nga mà còn bài trừ các dân tộc khác ở Ukraine. Cao điểm của chứng bài Nga là trả lời phỏng vấn với Zelensky vào ngày 5 tháng 8 năm 2021. Trong đó ông khuyên tất cả những ai cảm nhận thấy mình là người Nga thì nên bỏ chạy đến Nga vì lợi ích của con cháu họ. Tôi nhận thấy rằng dường như các quyết định mà người dân một số vùng của Ukraine đưa ra để tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý lúc này chính là sự đáp ứng mong muốn của ông Zelensky. Dưới vỏ bọc của cuộc chiến chống Nga xâm lược, chống chủ nghĩa ly khai ở Ukraine, đã diễn ra những cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trong tháng 3 năm nay, một lệnh đã được áp dụng để cấm 11 đảng phái chính trị đối với hoạt động với lý do họ có quan hệ với Nga. Các kênh truyền hình đối lập hàng đầu bằng tiếng Nga đã bị đóng cửa từ lâu. Các trang mạng phản đối chính phủ đã bị chặn. Các nhà báo bị đàn áp chỉ vì họ cố gắng đưa ra một giải pháp thay thế cách làm hiện nay của chính quyền. Nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Ukraine, Brezhnaya, người đã nhiều lần phát biểu tại Liên Hợp Quốc và OSCE về sự phát triển của chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine, đã bị giam cầm trong ngục tối của các lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng tôi không còn nghi ngờ rằng, rốt cuộc, Ukraine đã biến thành một quốc gia toàn trị của chủ nghĩa quốc xã,
nơi các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế bị vi phạm mà không bị trừng phạt. Không có gì ngạc nhiên khi các lực lượng vũ trang Ukraine và các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa sử dụng chiến thuật khủng bố, sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Trong bối cảnh đó, đặc biệt đáng hoài nghi lập trường của những quốc gia cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine và đào tạo nhân lực cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, không hề giấu giếm mà được tuyên bố công khai là để kéo dài cuộc chiến càng lâu càng tốt, bất chấp thương vong và sự tàn phá, nhằm làm nước Nga suy yếu và suy kiệt. Chủ trương đó của các nước phương Tây có nghĩa là họ đã can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine, trở thành một bên trong cuộc xung đột. Việc cố tình kích động xung đột này của tập thể phương Tây cũng không bị trừng phạt. Thật vậy, họ sẽ không trừng phạt chính mình. Chúng tôi nhận thấy hoàn toàn rõ ràng rằng lúc này các lực lượng vũ trang Nga và dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk không chỉ đang phải đương đầu với các lực lượng tân quốc xã của chế độ Kiev, mà là với bộ máy quân sự của phương Tây tập thể. Theo thời gian thực, các lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng các hệ thống trang bị hiện đại, máy bay, tàu chiến, vệ tinh, máy bay không người lái chiến lược và được NATO cung cấp thông tin tình báo để đánh bại Nga trên chiến trường và tước đoạt chủ quyền của Nga như là một biện pháp trừng phạt. Điều này đã được các quan chức EU công khai tuyên bố. Đây đã là sự phân biệt chủng tộc dưới hình thức trời trẻ nhất. Trong bối cảnh các cuộc pháo kích lớn nhằm vào các khu định cư ở Donbass, ông Zelensky tỏ ra vui mừng trước hiệu quả của vũ khí do phương Tây cung cấp. Ông ta đã từng nói câu này: "Cuối cùng, chúng tôi cảm thấy rằng pháo binh của phương Tây đã hoạt động rất hiệu quả. Đó là loại vũ khí chúng tôi nhận được từ các đối tác của mình. Tính chính xác thực sự như chúng tôi cần và muốn có." Người đứng đầu nhà nước tuyên bố trắng trợn như vậy đấy. Trong khi đó, không có bất kỳ mục tiêu quân sự hoặc mục tiêu chiến lược nào bị đánh trúng trong các khu định cư. Người dân Donbass đang chịu đau thương và mất mát. Kể từ cuối tháng 7 năm nay, các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành giải mìn sát thương từ xa, loại bị cấm Pentan, vào trung tâm và các vùng ngoại ô của Donetsk. Hành động này của họ đã hoàn toàn vi phạm công ước cấm mìn sát thương người năm 1997, từng được Ukraine ký phê chuẩn vào năm 2005, cũng như nghị định thư thứ hai của Công ước Geneva về vũ khí thông thường, cấm mìn không có thiết bị tự hủy. Những hành động tàn bạo như vậy có thể còn xảy ra nữa mà không bị trừng phạt chỉ vì Hoa Kỳ và các đồng minh, với sự tiếp tay của các tổ chức nhân quyền quốc tế, đã che đậy tội ác của chế độ Kiev một cách có hệ thống trong 8 năm qua khi xây dựng chính sách của họ đối với Zelensky dựa trên nguyên tắc nổi danh của Mỹ. Dĩ nhiên, hắn là một tên khốn, nhưng hắn là con nuôi của chúng ta. Một sự thật bất tiện đang bao phủ hình ảnh được tô vẽ như là nạn nhân của cuộc xâm lược từ Nga, đã được che đậy một cách cẩn thận, thậm chí còn được tô vẽ thêm một cách trắng trợn. Ngay cả tổ chức nhân quyền của phương Tây Amnesty International, một tổ chức khó có thể coi là có thiện cảm với Nga, cũng bị chỉ trích dữ dội và bị coi là gián điệp của Điện Kremlin chỉ vì báo cáo của họ đã xác nhận sự thật kinh hoàng là Kiev triển khai trận địa chiến đấu và vũ khí hạng nặng tại các cơ sở dân cư. Các cuộc pháo kích tội ác của các chiến binh của chế độ Kiev nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang gây ra hiểm họa hạt nhân đến nay vẫn không bị trừng phạt. Hoạt động pháo kích này diễn ra từ ngày 1 tháng 9 năm nay, trong khi các nhân viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đang có mặt tại nhà máy này và không khó khăn gì để xác định rõ ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Tôi xin nhắc lại rằng chuyến thăm của phái bộ IAEA tới Zaporizhia đã bị trì hoãn một cách giả tạo vì từ ngày 3 tháng 6 năm nay, toàn bộ kế hoạch chi tiết đã được phía Nga thống nhất và IAEA có thể hoàn thành sứ mệnh của mình một cách an toàn. Sau đó, một tình huống khó hiểu đã phát sinh khi Cục An ninh của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc từ chối bật đèn xanh cho một lộ trình cụ thể đã được Nga và cơ quan này đồng ý. Sau đó, Cục An ninh tuyên bố rằng IAEA sẽ tự xác định chi tiết của nhiệm vụ này. Đây rõ ràng là hành động cố ý trì hoãn chuyến thăm của IAEA trong 3 tháng. Chúng tôi thực sự lo ngại về số phận của những người lính Nga đã rơi vào tay những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Có rất nhiều bằng chứng về sự đối xử tàn bạo đối với họ,
bao gồm cả những vụ giết người không cần xét xử, vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Tôi tin chắc chắn rằng những ai quan tâm đến các sự kiện có thật ở Ukraine đã từng xem đoạn video về cuộc thảm sát của lực lượng tân phát xít Ukraine đối với các tù binh chiến tranh Nga. Họ đã bị ném xuống đất, bị trói tay sau lưng và bị bắn vào đầu. Liệu có đại diện quốc gia nào ở đây có thể bình luận về tội ác này không? Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng về những tội ác này và các hành vi phạm tội khác của chế độ Kiev đã được thực hiện thường xuyên kể từ năm 2014. Các cơ quan thực thi pháp luật Nga phối hợp với các đồng nghiệp từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk khi ghi chép và điều tra các tình tiết tội phạm một cách cẩn thận. Chúng tôi đã phát hiện có hơn 220 người, bao gồm đại diện của Bộ Chỉ huy cấp cao của các lực lượng vũ trang Ukraine và chỉ huy của các đơn vị quân đội đã bắn vào dân thường. Hiện nay, các vụ án hình sự đang được điều tra về hành vi phạm tội ác của các công dân Anh, Canada, Mỹ, Hà Lan là lính đánh thuê ở Ukraine. Tôi xin đảm bảo rằng tất cả những kẻ phạm tội ác, bất kể quốc tịch nào, sẽ phải chịu trách nhiệm. Một lần nữa, tôi xin các quý vị lưu ý về những điều sau đây. Khi các nhà đàm phán Nga và Ukraine tại Istanbul vào cuối tháng 3 năm nay trên thực tế đã đồng ý với các đề xuất của Kiev, thì một thảm kịch xảy ra ở Bucha vài ngày sau đó. Không ai có thể nghi ngờ rằng đây là một vụ được dàn dựng. Ngay sau vụ dàn dựng này, các đồng nghiệp phương Tây đã nổi cơn thịnh nộ và đưa ra gói trừng phạt mới chống lại Liên bang Nga và cáo buộc chúng tôi giết hại dân thường. Sau khi hiệu ứng tuyên truyền này đã phát huy hiệu quả, không ai còn nói đến vụ Bucha nữa, ngoại trừ chúng tôi. Một lần nữa, tôi kêu gọi trước sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các bộ trưởng kính mến, hãy yêu cầu các nhà chức trách Ukraine làm một việc sơ đẳng, công bố danh tính những xác chết được hiển thị trong khu định cư Bucha. Tôi đã yêu cầu điều này hơn một tháng nay, nhưng không ai nghe hoặc không muốn phản hồi. Kính gửi ông Tổng thư ký, làm ơn, chí ít ông hãy sử dụng quyền hạn của mình. Tôi nghĩ rằng nó sẽ hữu ích cho mọi người để làm rõ tình hình này. Chúng tôi xin lưu ý đến một chi tiết là cơ quan tư pháp quốc tế ngày càng quan tâm đến tình hình Ukraine. Trong đó, họ đang quảng bá nỗ lực điều tra tội ác mà họ cho là do quân đội Nga gây ra ở Ukraine. Tất cả chuyện này cũng đã được đặt hàng. Chúng tôi thấy rất rõ điều đó. Không phải cuộc đảo chính đẫm máu năm 2014 ở Kiev hay vụ thảm sát ở Odessa ngày 2 tháng 5 năm 2014. Cũng không phải vụ pháo kích vào các thành phố yên bình của Donbass. Cũng không phải vụ đánh bom Lugansk bằng máy bay quân sự vào ngày 2 tháng 6 năm 2014. Và nhiều sự kiện khác là lý do cho bất kỳ phản ứng dễ hiểu nào từ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Hơn 3.000 báo cáo về tội ác chống lại cư dân Donbass đã được gửi tới ICC. Không có phản ứng nào. Rõ ràng, bây giờ ban lãnh đạo của cơ quan tư pháp này lại nhận được lệnh từ trên là phải hoạt động mạnh hơn nữa. Chúng tôi không tin vào cơ chế này. Chúng tôi đã phải chờ đợi trong vô vọng trong 8 năm ròng để tiến hành cuộc đấu tranh nhằm trừng phạt Ukraine. Chúng tôi không còn trông chờ vào công lý từ tổ chức này và một số tổ chức quốc tế khác. Thời gian chờ đợi đã kết thúc. Tất cả những gì tôi đã nói một lần nữa khẳng định rằng chúng tôi không thể không quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần. Chúng tôi đã trình bày một số lượng lớn các chứng cứ thực tế cho thấy rõ Ukraine đã chuẩn bị đóng vai trò chống Nga, làm bàn đạp để tạo ra và hiện thực hóa các mối đe dọa chống lại an ninh của Nga. Tôi có thể đảm bảo với các quý vị rằng chúng tôi sẽ không cho phép điều này được thực hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.